Sáng 6 tháng 9, Học viện An ninh Nhân dân đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Tại lễ xuất quân lần này, Học viện An ninh Nhân dân đã rà soát lựa chọn 300 học viên hệ vừa học vừa làm, đang học tập tại học viện, có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị, sức khỏe tốt để lên đường. Trong số 300 học viên lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai lần này, có tới 30 học viên nữ. Khi mà nhận được cái nhiệm vụ tăng cường và miền Nam chống dịch thì bản thân em cũng như tất cả các bạn học viên, đặc biệt là số học viên nữ, thì cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì những cái thông qua cái phương tiện thông tin đại chúng thì chúng em cũng biết được là có những khó khăn gian khổ nhất định trong cái việc ăn ở sinh hoạt. Ví dụ như là có thể là bọn em phải mang cả chiếu cả chăn đi để có thể ngủ và sinh hoạt tại bất kỳ nơi đâu mà được phân công. Nhưng mà qua những cái đợt tập huấn để bổ sung cái kiến thức cho chính bản thân mình, để bảo vệ bản thân mình, thì chúng em cũng tự tin hơn và cảm thấy vững tâm hơn để bước vào cái môi trường nguy hiểm như vậy, để mà hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ và đảm nhiệm giao phó. Trước cái dịch Covid này thì là tôi cũng đã từng trải qua những nhiệm vụ khác khó khăn là tương đối như thế này, nhưng mà là bản thân một chiến sĩ công an nhân dân thì bản thân tôi là cảm thấy là đây là một trong những nhiệm vụ mà là rất là quan trọng, và sau đó là bản thân phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ là được giao. Trước đó, để chuẩn bị tốt nhất cho các học viên lên đường làm nhiệm vụ, Học viện An ninh đã phối hợp với Cục Y tế Bộ Công an và CDC Hà Nội tập huấn kỹ năng phòng chống dịch cho 300 học viên. Trước khi lên đường, các học viên cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR COVID-19. Các học viên khi vào tăng cường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại tỉnh Đồng Nai sẽ tham gia trực ở các chốt phòng chống dịch, tham gia công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân cách phòng chống dịch và tham gia các hoạt động nghiệp vụ tại địa phương. Đây là vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ. Và như tôi đã nói, đấy là tiếng gọi của trái tim. Và tôi cũng cho rằng đây là một cái cơ hội rất quan trọng để mỗi học viên trong nhà trường có cơ hội để trải nghiệm, để tham gia các hoạt động thực tiễn trong những cái điều kiện khó khăn, gian khổ. Và tôi tin rằng với sự trải nghiệm này thì các em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, và nó sẽ đem lại cho các em những bài học rất quý báu, không phải chỉ cho được công tác này và cho cả quá trình công tác của các em sau này. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19, phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống dịch và chiến thắng đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động, và đợt thi đua đặc biệt lực lượng công an nhân dân lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội của